Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để hướng dẫn cho mọi người một cái vấn đề mà các bạn đang quan tâm, đó chính là tính toán con điện trở hàng dòng cho bóng led. Ta có bóng led đây, ánh sáng trắng. Thì cách tính toán như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sau đây. Đối với bóng led này thì mình có bóng led ánh sáng trắng như thế này thì nó có thể hoạt động khoảng trên 3V, khoảng 3/2, 3/4 gì đó thì nó sáng là gọi là ổn định và bền. Còn nếu mà các bạn đưa 4V thì nó vẫn có thể sáng được, nhưng mà nó sẽ sáng rất là sáng và vậy thì cái tuổi thọ nó sẽ giảm xuống. 5V này cũng vậy, cũng sáng rất là nhiều, tuổi thọ nó sẽ giảm rất là nhiều. Nếu mà đưa khoảng 6-7V thì có thể là chút xíu là nó sẽ đứt, 12V chắc nó đứt liền luôn á. Thì làm thế nào để chúng ta sử dụng được bóng led ở những cái dòng cao hơn, những cái nguồn điện cao hơn, thì chúng ta phải sử dụng một con điện trở cản và tính toán điện trở đó bằng cái công thức sau đây. R sẽ bằng V nguồn trừ cho V led. Tất cả chia cho 0,02. Đây, công thức chúng ta có. Bật thêm đèn để cho dễ thấy rồi. V nguồn trừ cho V led chia 0,02. Mình sẽ tính toán thử cho nó xem. Ví dụ như chúng ta có cái bóng led 3V, led sáng trắng, bây giờ chúng ta muốn sử dụng nguồn 12V thì chúng ta sẽ tính như thế nào đây? Chúng ta lấy 12V trừ cho 3V là còn 9V. 9V chia cho 0,02, 9 chia cho 0,02, kết quả bằng 450. Không thấy được. 450 ohm đó mọi người, 450 ohm. Thì ta có thể sử dụng là 470 ohm, tại vì bóng led này là led ánh sáng trắng, cái nguồn điện của nó nuôi nó hệ lớn hơn led ánh sáng xanh đỏ vàng bình thường. Mấy cái led màu bình thường thì nó mình chỉ chọn khoảng 2V mấy, 3V thôi, còn led sáng trắng này thì chúng ta nên chọn khoảng 3/2, 3/4 gì đó để cho nó sáng đúng. Nếu mà chọn thấp quá thì nó sẽ sáng yếu, thì chúng ta có thể chọn là 470 ohm để cản con led này. Hiện tại đây thì không có 470 ohm. Khi chúng ta cản led 470 ohm vô thì chúng ta sẽ nối với cái nguồn 12V được. Đây, mình đã cản qua một con điện trở 470 ohm cho bóng led chúng ta. Giờ chúng ta cấp nguồn 12V nha. Bóng led chúng ta rất là sáng. Và để điện trở chúng ta nó bền thì chúng ta nên chọn con điện trở nó chịu được cái công suất lớn hơn. Đối với điện trở nhỏ này thì nó chỉ được có 1/4W thôi. Chúng ta có thể chọn điện trở 1/2W
để cho nó chịu được bền hơn, nó sử dụng lâu cháy hơn. Nếu sử dụng con điện trở này chắc dài một khoảng thời gian là nó đứt cơ, tại vì cái công suất của nó chịu nhỏ quá. Rồi, và một cái điều lưu ý nữa là đối với led ánh sáng trắng thì trên thị trường nó sẽ có hai loại. Một loại mình đã từng mua rồi, nó rất là dở, lắp vô cái mặt đèn của mình một khoảng thời gian là nó đứt đứt một số bóng. Cái đèn mình giục đâu không lấy cho mọi người xem đây. Đây chính là cái led mà trong xe 67, cái đèn xe 67 bữa trước mình chế. Cuối cùng thì nó bị đứt một số bóng, nhìn thấy nó xấu nên mình đã chế lại bằng một loại led mới. Rất là sáng, tưởng đây mọi người xem nè, đây mình gọi rất là sáng rồi, đúng không? Cái này là nó mình chế bằng cái led cũ, nó không có tốt bằng cái loại led mới mình đang chế ở trên cái xe 67 của mình. Hiện tại thì mình sử dụng bốn loại led mới, nó mắc hơn, nó mắc tiền hơn nhiều. Và nếu mà các bạn muốn mua những cái linh kiện này á, mà không biết chỗ mua đó, có thể liên hệ với trên những cái bay của mình lập ra, mình sẽ bán linh kiện trên đó và mình sẽ ship toàn quốc. Những bạn ở vùng sâu vùng xa thì cứ liên hệ với mình, nếu mà mua số lượng vừa đủ để mình ship đó, thì mình sẽ ship cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ha, nếu mà cảm thấy hay thì like, share, subscribe với mình ha.